Xin chào tất cả các mẹ đến với video tiếp theo của shop mẹ bé Thì Thảo nhé. Ngày hôm nay thì mẹ bé Thì Thảo sẽ review về dòng sản phẩm sữa Aptamil Úc mẫu mới. Và như các bạn cũng biết là bình thường mẹ bé Thì Thảo sẽ đứng trước ống kính review cho ông bố bà mẹ của chúng ta. Nhưng mà bây giờ thì mẹ bé Thì Thảo đang những tháng cuối của thai kỳ nên mình sẽ sắp xếp. Và sau khi mà sinh bé xong cũng như là hết những thời gian ở cữ, mình sẽ đứng trước ống kính để review cho ông bố bà mẹ của chúng ta nhá. Bây giờ thì mình sẽ cầm lon sữa Aptamil xuống để review thật cụ thể cho chúng ta biết về cái dòng sản phẩm sữa này có nên sử dụng cho bé yêu hay không, và mẫu mới thì nó có những điểm ưu như thế nào. Các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của mẹ bé Thì Thảo ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái công ty của dòng sản phẩm này. Dòng sản phẩm Aptamil thì thuộc tập đoàn NutriCare, một tập đoàn sữa rất là lớn. Và chúng ta sẽ thấy ở góc hộp sữa như này có 40 gen, tức là nó đã có kinh nghiệm hơn 40 năm về sản xuất sữa. Dòng sản phẩm này thì nó rất là nổi tiếng rồi, chắc hẳn là ông bố bà mẹ của chúng ta mà tìm hiểu về sữa thì sẽ biết đến thương hiệu sữa Aptamil này. Và bây giờ thì mẹ bé Thị Thảo sẽ nói qua một chút về hình dạng. Đối với Aptamil Úc mẫu cũ, mẹ bé Thị Thảo đã có review rồi. Mẫu mới thì nó sẽ thay đổi cả về hình dạng cũng như là cái dinh dưỡng bên trong. Cái màu đặc trưng của Aptamil thì lúc nào nó cũng sẽ là cái màu bạc như thế này. Một cái màu bạc mà kết hợp với màu vàng thì nó rất là cao cấp. Đấy, và ở trên hộp thì nó sẽ có đầy đủ NutriCare là tập đoàn sữa này, chữ Aptamil. Bên góc này đó chính là cái bảng thành phần, cũng như là về cái thành phần dinh dưỡng để chúng ta rõ được cái dinh dưỡng bên trong sữa như thế nào. Ở bên góc này thì chúng ta sẽ thấy là mã vạch này, Made in New Zealand. Đây là cái công ty, từ công ty sản xuất sữa Aptamil này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái hướng dẫn sử dụng ở bên góc của hộp sữa, ghi rất là đầy đủ từ cái cách pha bao nhiêu muỗng, bao nhiêu ml, cũng như là từng cái hướng dẫn này để chúng ta sử dụng. Và khi mà chúng ta nhìn ở dưới đáy lon, đáy lon sữa thì chúng ta sẽ thấy có một cái mã QR này, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Đấy, và cái ngày sản xuất, hạn sử dụng và cái mã QR này thì nó khác ở dưới này luôn nha, chúng ta cào sẽ không bị mất đâu. Khi mà chúng ta mở nắp ra thì ở bên trong của nó sẽ là một cái màng nhôm như thế này. Đấy, mình review thì mình sẽ review thật kỹ để khi mà chúng ta đi mua sữa, chúng ta chọn đúng lon sữa chuẩn. Và đối với Aptamil của Úc, nó là sữa nhập khẩu nguyên lon ở bên Úc về Việt Nam. Chính vì vậy khi mà chúng ta sử dụng cho con, lưu ý chúng ta phải có tem phụ dán ở trên nắp hộp sữa hoặc là trên thân. Nó sẽ có hai kiểu dán nhá, trên nắp hoặc trên thân. Thì đối với Aptamil mẫu mới này là tem phụ dán ở trên nắp. Tem phụ thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái thông tin của cái công ty nhập khẩu này, những cái lưu ý cách sử dụng, cách pha như thế nào dành cho những ông bố bà mẹ mà chúng ta không biết tiếng Anh. Đấy, giờ bây giờ thì mình sẽ đến dinh dưỡng bên trong cái lon sữa Aptamil Úc mẫu mới này, nó sẽ cung cấp được những gì cho bé yêu nhà mình nhá. Điểm ưu của dòng sản phẩm Aptamil Úc mẫu mới này thì cái điểm lớn nhất của nó chúng ta sẽ thấy ở trên hộp nó in luôn, đó chính là Symbiotic. Đây là một cái điểm vàng của dòng sản phẩm, đó là công thức Symbiotic. Nó được kết hợp giữa men probiotic và men prebiotic. Hai cái loại men này thì nó đóng cái vai trò rất là quan trọng ở trong hệ tiêu hóa và miễn dịch cho bé. Nó được xem như đây là một cái dưỡng chất vàng vào hệ tiêu hóa cho con. Đây chúng ta sẽ thấy này, và cái Symbiotic điểm vàng ở trên lon sữa. Và nói về cái men probiotic và prebiotic này thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho bé này cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp cho bé dễ dàng hấp thụ tiêu hóa. Đặc biệt là nó sẽ giúp cho bé tăng miễn dịch. Khi mà bé sử dụng sữa, bé sẽ ít ốm hơn, cũng như là khi tiếp xúc với thời tiết môi trường bên ngoài. Điểm ưu lớn nhất của dòng sản phẩm Aptamil Úc mẫu mới. Điểm ưu thứ hai thì chúng ta nhìn vào cái bảng thành phần của lon sữa này, chúng ta sẽ thấy được trong cái dòng sản phẩm này nó được bổ sung thêm dưỡng chất DHA và dưỡng chất lutein. Cái dưỡng chất này để giúp phát triển trí não cho bé rất là tốt. DHA này, lutein này. Và đối với mẫu cũ thì cái hàm lượng DHA cũng đã rất cao rồi, nhưng mẫu mới thì nó được bổ sung thêm nhiều hơn. Nó sẽ giúp cho bé tăng khả năng nhận thức này, học hỏi, phát triển trí thông minh. Ngoài ra thì DHA và lutein thì nó chứa rất là nhiều ở trong võng mạc mắt của bé. Khi mà dòng sản phẩm sữa công thức nào mà nó bổ sung hàm lượng DHA và lutein nhiều thì nó sẽ giúp cho bé phát triển thị giác rất tốt. Đấy là cái điểm ưu nữa của dòng sản phẩm Aptamil Úc mẫu mới này. Đến với điểm ưu thứ ba của dòng sản phẩm này thì chúng ta lại cũng tiếp tục nhìn vào cái lon sữa. Nó được bổ sung thêm kẽm này, iốt, sắt
vitamin A, C, D. Thì nhờ những cái dưỡng chất như kẽm, sắt, vitamin A, C, D này nó sẽ hỗ trợ tăng đề kháng cho bé rất là tốt. À, như mình đã nói là cái dưỡng chất, cái hệ công thức symbiotic này nó cũng tăng đề kháng, thì nhờ những cái khoáng chất được bổ sung thêm như vitamin A, D, C rồi khoáng chất iốt, sắt, kẽm nó sẽ tăng thêm đề kháng cho con. Thì chính vì vậy những bé nào mà có đề kháng yếu thì ông bố và mẹ của chúng ta sử dụng Aptamil là một lựa chọn phù hợp cho bé yêu nhà mình nhé. Đến với cái điểm ưu thứ tư của dòng sản phẩm này, đó chính là tăng cân chuẩn theo WHO. Chúng ta tiếp tục nhìn vào bảng thành phần. Khi đi mua sữa thì chúng ta đọc kỹ bảng thành phần thì chúng ta sẽ nắm được lon sữa này nó cung cấp được gì cho bé. Thì chúng ta sẽ thấy được này, cái lượng protein cung cấp cho bé. Ở đây thì mẹ bé Thị Thảo đang cầm lon số 1 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng, thì cái lượng protein nó sẽ cung cấp là 1,4 gram này, và cái lượng chất béo sẽ là 3,5 gram. Đây là lượng chất béo khá là tốt để giúp cho bé phát triển về cân nặng và chuẩn theo WHO. Và đối với cái dòng sản phẩm này, khi mà chúng ta sử dụng cho con thì chúng ta sẽ không lo bé gặp tình trạng nhẹ cân. Bên cạnh đấy thì nó cũng có thêm một cái điểm ưu nữa, đó chính là chúng ta nhìn vào bảng thành phần, chúng ta sẽ thấy được nó cung cấp đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt như vitamin nhóm B này, cải thiện cái tình trạng bình bú biếng ăn cho con này. Vitamin A, C, D thì nó tăng đề kháng rồi này. Khoáng chất quan trọng như calcium là kẽm cho bé này, phosphor này, calcium và phosphor nó sẽ hỗ trợ giúp cho bé chắc khỏe xương khớp và phát triển chiều cao. Đây là những cái khoáng chất rất là quan trọng và chứa đầy đủ những cái khoáng chất và vitamin này để giúp cho bé yêu phát triển toàn diện đối với một lon sữa Aptamil Úc mẫu mới này. Đấy là mẹ bé Thị Thảo đã review về những cái điểm ưu của dòng sản phẩm Aptamil mẫu Úc này. Vậy cái nhược điểm của nó là như thế nào? Thì cái nhược điểm lớn nhất của dòng sản phẩm này đó chính là với một cái thương hiệu sữa cao cấp, với một cái dòng sản phẩm sữa cao cấp như thế này, với những gia đình mà chưa có điều kiện kinh tế thì sử dụng nó sẽ hơi khó, bởi vì giá thành của sữa Aptamil khá là cao. Đấy nên chúng ta cũng sẽ cân đối theo cái tài chính gia đình để chọn cái dòng sản phẩm sữa phù hợp để giúp cho bé yêu nhà mình có thể sử dụng một cách lâu dài nhất. Đấy là nhược điểm của dòng sản phẩm Aptamil. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cách hướng dẫn sử dụng. Thì ở trên lon sữa nó cũng sẽ có đầy đủ hướng dẫn này, và ở trên nắp của nó cũng sẽ có hướng dẫn với chữ cái tem tiếng Việt này để chúng ta sẽ sử dụng cho con dễ dàng nhất. Hướng dẫn sử dụng này, chúng ta chỉ cần là vệ sinh tay bình sữa. Mấy cái này thì mẹ biết thì học video nào cũng nói rồi, chúng ta phải rửa tay sạch sẽ trước khi mà pha sữa cho con để đảm bảo nhất. Nhiệt độ pha sữa của nó sẽ là 40 đến 50 độ C và một muỗng sữa tương đương với 50 ml nước. Trước khi mà chúng ta cho bé uống thì chúng ta nên nhỏ một vài giọt lên trên tay để chúng ta kiểm tra cái độ ấm của sữa để nó vừa và phù hợp với bé nhà mình nhá. Đấy là cái cách pha sữa. Ở trên hộp thì về tiếng Anh thì chúng ta cũng sẽ thấy này, 50 ml một muỗng, 120 muỗng, 153 muỗng để chúng ta pha sữa cho con phù hợp. Và đấy là cách sử dụng của dòng sản phẩm sữa Aptamil Úc này. Ngày hôm nay thì mẹ bé Thị Thảo đã review xong về cái dòng sản phẩm này. Có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm thì các ông bố và mẹ của chúng ta hãy IB cho mẹ bé Thị Thảo nhá. Và đừng quên số Zalo hotline duy nhất của mẹ bé Thị Thảo là 0934426464. Facebook của mẹ bé Thị Thảo chỉ có một fanpage duy nhất là mẹ bé Thị Thảo nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với shop. Xin chào và hẹn gặp lại.